bầu đất là nghe nha, không có bể bọng gì hết, bầu rất là cứng đế à. Cô chú anh chị thấy rằng đế đế rất là lực nha, rất ghiên luôn. Cây này thì nó có chày cọng rễ nè, chày nhẹ xíu nè ha. À, trên này thì nó có sâu ha, nó có sâu đục thăng, về mình nhỏ thuốc vô giùm em ha. Này nhỏ thuốc vô là nó chết nè, cô chú anh chị không sao đâu ha. Cây nó đâm chồi trở lại hết trơn rồi nè. À, rồi thông số luôn. Cây tới 42 hoành nữa nha cô chú anh chị. Trên đây là 38. Ừ, trên đó là 38 ha. Chiều cao là 1m30. Cánh bầu là 47. Mã số 194. Cây này xin giao lưu là 1.300.000 bao ship. Cây này 1.300.000 nha, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây mã số 195. Rồi, cây này ha, lá rất là sung nha cô chú anh chị. Tại vì bầu ghiên á, ra lá nó rất là cứng, cứng lá đâm chồi lại đây nè. Ha. Đế nè, cô chú anh chị em thấy à. Tại vì mấy cái cây này em khui cái mặt á ít ha, em chỉ khử sơ sơ thôi để cho cái lớp rễ cám á nó vẫn còn nha cô chú anh chị. À, em không dám khui nhiều, khui nhiều cái cây mình yếu lắm. À, cây rất là mạnh khỏe. Về cô chú anh chị mình tưới nước ít thôi, đừng tưới nhiều ha, tưới cho nó vừa ẩm thôi, tưới nhiều quá nó bị thúi nha cô chú anh chị. Này mình về mình ủ tầm chừng 2-3 tuần mình hả đem đi trồng cho cái mấy cái lá này nè, cho nó già nó cứng lại, nó cứng nó già lại giống như mấy cây lá lớn này nè, mình hết đem đi trồng. Hoành ở đây là 35. Chiều cao là 1m27. Cánh bầu là 40. Mã số 195. Rồi cái này chỉ 1.100.000 thôi cô chú anh chị, bao ship toàn quốc nữa ha. Đó, bao ship tới nhà luôn, bầu ghiên nha cô chú anh chị, yên tâm luôn. Rồi tiếp theo. Rồi, tiếp theo là mã số 196 ạ. Đây đế rất là đẹp. Ừ, cô chú anh chị mình xem đế nè ha. Ở bên đây là đế chải ha. Đây đế chải ra đều hết trơn ha. Bên đây là đế nó cọc xuống nè, nó thẳng xuống nha. Đây có cọng đế nhỏ đây nè. À, có đế đều hết, đâm chồi mạnh hết trơn rồi. À, này về mình bó trong mát mình ủ là chắc ăn luôn cô chú anh chị ơi. Hàng này khỏe lắm. Rồi thông số luôn. Quanh thân là 31. Chiều cao là 1m18. Cánh bầu là 42. Mã số 196. Em xin giao lưu là 1.000.000 em bao ship. Ừ, cây này là 1.000.000 ha, bao ship luôn ha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã số 197. Cây này đế nè nha cô chú anh chị, đế cũng dữ lắm ha. Đế cũng đều đẹp ha. Cây này em báo có sâu nha cô chú anh chị, sâu đục thân ha. Nè, có một số điểm sâu đục thân. Cái này thì nó bị bể, nó cuốn mép rồi nè. Ở trên này cũng có một lỗ đục thân nè. À, về cô chú anh chị mình có thể lấy theo sâu thuốc sâu á, mình xịt vô. À, không sao ha. Cây khỏe mạnh đâm chồi hết trơn rồi. Cây này chỉ 1.000.000 thôi nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc nè ha. Bầu đất rất là nặng.
cây này nặng lắm cô chú anh chị, có 40 kg, 40-50 kg không á. Rồi tiếp theo luôn. Dạ, tiếp theo là mã số 198. Cây này đế thú nè cô chú anh chị, đây. Nhưng mà cái cọng rễ này này thì nó bị bể trên mặt nè. Này nữa cô chú anh chị mình trồng á, mình lấy cát mình đắp lên làm nuôi được cái cọng rễ này bình thường ha, không sao ha. Đó. Cây cám rất là nhiều cô chú anh chị. À, cô chú anh chị em thấy trên mặt cây cám rất là nhiều. Cây đâm chồi hết trơn rồi. Rồi, thông số luôn. Quanh đây là 34. Chiều cao là 1m07. Kính bầu là 42. Mã số 198. Cái này em xin giao lưu là 1 triệu em bao ship. Rồi tiếp theo là mã số 199 ạ. Cây này về cô chú anh chị em vô dây em chơi luôn cũng được nữa cô chú anh chị. Lá nó cứng nha. Nói chung là cái bầu im là lá nó ngon lành lắm, cây ổn định lắm. Đâm chồi lá trơn rồi nè, chồi non bự trơn rồi nè. Đây thú luôn ha. Tuy nhỏ nhưng mà rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nhỏ rất là đẹp. Rồi, thông số luôn, cây đang có bông luôn á cô chú anh chị. Rồi xin chào bà con ha. Hôm nay giao lưu với bà con cô bác mình một cặp nguyệt quế tàng nha cô chú anh chị, thành phẩm ha, cây khá là to nha. Hàng tứ diện cổ luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhớ ủng hộ em ha. Giá rẻ luôn, xả luôn cô chú anh chị ơi. Này em có tới 20 cây đặng thì cô chú anh chị nào mua mình số lượng á thì cô chú anh chị có thể liên hệ trực tiếp em ha. Đây em quay dàn đế cho cô chú anh chị mình xem nè. Đế là khỏi chê luôn. Cây này là em đã ủ 7 tháng rồi. Thành ra là cây rất là khỏe mạnh. Rễ cám ở dưới này rất nhiều. Rễ cám rất là nhiều. Cốt cành nè cô chú anh chị mình thấy ha. Cốt cành lực lắm nè cô chú anh chị. Cốt cành to to không nè. Quay dưới quay lên cho cô chú anh chị mình xem sơ nè. Xem sơ cái vàng xương của nó ha. Rồi thông số luôn em ơi. Cây tàn rất là đẹp nha. Hoành ở đây đó là 54. 54 hoành. Chiều cao cây này là cỡ 3 mét nha cô chú anh chị, 3 mét hơn á. Cây rất là cao. Đó. Cao chót vót luôn. Cái tàn ngang này là khoảng 2 mét rưỡi. Cái đường kính bầu này là cỡ 1 mét nha. Cái chiều cao bầu nó cũng khoảng 50 á. Đó cô chú anh chị mình xem kỹ cái tàn ha. Nha. Quay kỹ là cái vàng cốt cành cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó tàn nè. Tàn dậy hết trơn ha. Có bông nha, đang có bông luôn nha cô chú anh chị. Đây. Cô chú anh chị mình xem nè, bông nè, đó. Quế lá xoắn bông chùm ha, bông chùm 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 nè. Đó. Cô chú anh chị mình xem kỹ cây ha. Này có tới 1 cặp nha. Đó, cây này cây số 1 nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây số 2 luôn. Rồi tiếp theo là cây số 2 nha. Đó. Cây này tàn nó cũng đều hết trơn nha cô chú anh chị, cốt cành ha. Cô chú anh chị mình xem kỹ tổng thể cái cây một lượt ha. Đó. Tàn đều thành phẩm luôn rồi. Rồi
À, cô chú anh chị mình xem mà, cây nó đang ra bông quá trời luôn à, bông cũng chùm 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 á nè, nụ dữ lắm luôn. Đế nè, em quay dàn đế cho cô chú anh chị mình xem ha, mấy cây này đế cực đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, đế đều đẹp, cốt cành là quá đẹp luôn rồi. Rồi thông số luôn. Đây là 41. 41 hoành. Cây này thì cao khoảng 3 mét đó cô chú anh chị. À, cao cũng khoảng 3 mét đó. Nó trên dưới tí xíu ha. Tàn ngang này cười khoảng 2m2 tới 2m rưỡi ha. Kính bầu có 65 ha. Ừ, kính bầu này là 65. Mấy cây này là dâm ủ 7 tháng rồi, anh yên tâm ha, về nhà chỉ cần bỏ vô chậu hoặc là bỏ vô lên mô trồng thôi nha cô chú anh chị, rễ cám rất là nhiều. Thành ra mình yên tâm. Nó đang cho hoa dữ lắm nha, dưới nó đang cho đọt lại. À, cô chú anh chị em thấy ha. Đây nè, bông chùm chùm luôn, rất là thơm. Một bông mà có gió nó đưa là nó thơm dữ lắm nha. Rồi, cái này là em giao lưu một cặp ha. Một cặp này là em giao lưu là 17 triệu nha. Cái này là em bao ship cho cô chú anh chị mình là 200 km nha. Còn xa nữa thì có thể thương lượng nha cô chú anh chị. Chứ cặp này thì nó hơi nặng lắm. Cô chú anh chị mình xem kỹ. Nếu như cô chú anh chị mình lại vườn á, mua thì em để giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi.